chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta bạn có đã tự gông cùm mình vào quá khứ và biến mình thành tù nhân của nghiệp trong tương lai hay không nếu bạn đang nuôi dưỡng sự tức giận thù hận ghen tị báo thù ở trong lòng của mình thì câu trả lời sẽ là có tuy nhiên đừng tuyệt vọng bởi vì bạn có chìa khóa để giải thoát bản thân khỏi nghiệp lực khiến bạn bị trói buộc vào người hoặc thứ mà bạn khinh thường. Chìa khóa cho sự tự do của bạn là sự tha thứ. Nó là chìa khóa duy nhất trên thực tế. Chừng nào bạn còn bám vào những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng lên tâm hồn mình, bạn không thể có được sự bình yên và giải thoát. Những rung động thấp này không chỉ đè nặng bạn mà còn ràng buộc bạn với người khác tạo ra một liên kết nghiệp không thể bị phá vỡ cho đến khi sợi dây trói buộc bạn bị phá vỡ cho đến khi sự tha thứ diễn ra và bạn học cách yêu họ nhiều như bạn đã ghét họ nếu bạn không chịu tha thứ bạn sẽ tái sinh hết lần này đến lần khác với họ cho đến khi bạn làm như vậy và bạn kìm hãm bản thân khỏi việc trải nghiệm tiềm năng thần thánh thực sự của bạn sự căm ghét và tức giận của bạn sau đó trở thành gánh nặng bạn mang theo mỗi ngày những mối hận thù dai dẳng và sự trả thù tàn phá cuộc sống tâm trí và tâm hồn bạn ngăn cản bạn tiến lên phía trước có thể bạn cố gắng che giấu nó và nhầm tưởng rằng người khác không cảm thấy hoặc nhìn thấy bóng tối của bạn nhưng bạn đã nhầm năng lượng tiêu cực được tạo ra bởi những cảm xúc này tràn ngập hào quang của bạn ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã làm rất tốt trong việc che giấu nó mọi người biết và sẽ thu mình lại một mình bạn nắm giữ chìa khóa có thể chữa lành cho bạn về thể chất tình cảm tinh thần và tâm hồn cuối cùng giúp bạn tự do khi chúng ta mang theo oán hận thù hận đau đớn và nỗi đau cũ cuối cùng chúng ta sẽ làm tổn thương bản thân nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ đã gây ra tổn thương thiếu sự tha thứ sẽ có hại cho toàn bộ con người chúng ta không tha thứ cho bản thân và những người khác dẫn đến các bệnh về thể chất và cảm xúc như là huyết áp cao trầm cảm và lo lắng các mối quan hệ thường bị phá hủy do sự oán giận và cay đắng của chúng ta từ quá khứ chúng ta chôn vùi rất nhiều tổn thương và nỗi đau sâu trong tiềm thức của chúng ta vì chúng ta không nhớ chúng nên chúng ta tin rằng chúng ta không còn chúng đây không phải là như vậy sự tổn thương và đau đớn này là một ký ức tràn đầy năng lượng được lưu giữ trong tâm hồn chúng ta nó điều hành cuộc sống của chúng ta nó là một chương trình liên tục phát đi phát lại và đánh lừa bạn tin rằng bạn là nạn nhân khi bạn giữ chặt những cảm xúc tiêu cực bạn sẽ trao quyền lực của mình cho kẻ đã làm tổn thương bạn cho phép tiềm thức của bạn kiểm soát cả cuộc đời bạn giữ bạn bị khóa trong sự lặp đi lặp lại cho đến khi bạn sẵn sàng để vượt qua nỗi đau sự tức giận lấp đầy hào quang của bạn bằng năng lượng tiêu cực bất kể bạn cố gắng yêu thương và tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của cuộc sống năng lượng đen tối này sẽ ăn mòn hào quang của bạn và bắt đầu thu hút người khác bằng năng lượng tương tự chúng ta thấy mình lặp đi lặp lại những khuôn mẫu và không thể hiểu tại sao những tình huống tương tự cứ đến với cuộc sống của chúng ta năng lượng bạn đang gửi đi được đáp ứng bởi những người có cùng bài học tâm hồn hãy tự hỏi bản thân tôi đang gửi đi nguồn năng lượng nào tôi đang thu hút năng lượng nào vào cuộc sống của mình Giận dữ là nỗi đau trong sáng và đơn giản, nhưng ít người thừa nhận điều đó. Nói tôi tức giận sẽ dễ dàng và được xã hội chấp nhận hơn là tôi bị tổn thương. Niềm tự hào của chúng ta trở nên mạnh mẽ đến mức chúng ta phải đúng. Chúng ta thậm chí từ chối cố gắng xem tình hình từ quan điểm của người khác bởi vì chúng ta rất đau đớn và tin rằng chúng ta có lý do chính đáng khi tức giận. Để có được sự tha thứ chân thật, bạn phải không oán hận nó phải hoàn toàn chân thật nếu không bạn đã không thực sự tha thứ bạn chỉ đang tự đánh lừa mình nếu bạn không thực sự tha thứ từ trái tim làm thế nào bạn biết bạn đã thực sự tha thứ câu trả lời là bạn đã tha thứ khi bạn không chỉ sẵn sàng quay lại với người kia trong cuộc sống tương lai mà bạn còn vui vẻ tình nguyện làm như vậy ngay cả khi điều đó chỉ vì lợi ích của họ thường thì chúng ta phải đối mặt với tình huống mà người kia cảm thấy họ không làm gì sai cả điều đó không quan trọng dù sao thì hãy tha thứ cho họ hãy tự hỏi bản thân nếu tôi chết vào ngày mai liệu có vấn đề này không tôi có muốn giải quyết vấn đề này trước khi đi không hãy nhớ rằng bạn sẽ phải giải thích sự tiêu cực này với các bậc thầy ở phía bên kia bạn có thể muốn giải quyết nó ngay bây giờ hãy tha thứ cho họ ngay bây giờ bởi vì rõ ràng nó không thực sự quan trọng đổ lỗi không quan trọng chỉ có tình yêu mới là quan trọng vậy tại sao bạn lại tiếp tục tức giận hãy tha thứ và cho đi bằng tình yêu chân thành mong họ hạnh phúc điều gì sẽ xảy ra nếu họ không chấp nhận hoặc đáp lại sự tha thứ của bạn không sao cả mọi người đều có ý chí tự do và họ có chọn chấp nhận và tham gia vào sự tha thứ hay không là điều không quan trọng bạn không cần sự cho phép của họ hãy tha thứ cho họ lấy lại sức mạnh của bạn loại bỏ năng lượng tiêu cực này và tiếp tục với tình yêu và hòa bình trong cuộc sống của bạn bạn không cần họ cho phép hoặc chấp thuận để bạn tha thứ cho họ khi bạn thực sự tha thứ cho người kia họ sẽ biết và chấp nhận sự tha thứ của bạn bất kể tâm trí trần thế của họ có thể nói gì. Vì vậy, vì bản chất, bạn đang giúp đỡ người khác bằng hành động tha thứ cho họ. Mọi người đều thắng ở đây. Mặc dù người không chịu tha thứ sẽ vẫn bị mắc kẹt trong cuộc sống của họ và trì trệ trong quá trình phát triển của họ. Nhưng bạn đừng lo lắng hoặc cảm thấy có trách nhiệm với họ. Họ sẽ phát triển khi đến thời điểm thích hợp. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi mối ràng buộc với những người đã khiến bạn đau đớn mặc dù nghiệp của họ vẫn sẽ tồn tại nhưng cuối cùng họ sẽ tìm ra cách để giải phóng nó tha thứ là điều cần phải làm để giúp bạn thức tỉnh chữa lành thể chất nâng cao sự rung động và tiến lên trong cuộc sống của bạn tha thứ cho ai đó không có nghĩa là bạn chấp nhận hành vi của người kia tha thứ không chỉ là giải phóng những năng lượng tiêu cực đang làm lu mờ sự phát triển cá nhân sức khỏe tinh thần và phúc lợi tổng thể của bạn khi bạn đã sẵn sàng hãy thử bài tập này nó rất mạnh mẽ và giải phóng tinh thần của bạn nó mất một thời gian nhưng chắc chắn đáng để bạn nỗ lực tìm một không gian yên tĩnh an toàn để ngồi và bắt đầu một danh sách mở rộng tâm trí của bạn và quay trở lại cuộc sống của bạn càng xa càng tốt viết ra tên của mỗi người mà bạn cảm thấy đã tạo ra bất kỳ tổn thương đau đớn hoặc đau khổ nào trong cuộc sống của bạn hãy nghĩ đến cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè và hàng xóm của bạn viết ra từng cái tên mà không cần phán xét khi bạn đã hoàn thành danh sách của mình hãy quay lại một lần nữa và lần này hãy viết ra tất cả tên của những người mà bạn cảm thấy bị tổn thương dù cố ý hay vô ý hãy trung thực với chính mình nhất có thể hãy nhớ rằng người duy nhất đau khổ khi không chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình là bạn sau khi bạn hoàn thành hãy xem qua danh sách và hãy nói tôi được bao quanh bởi ánh sáng trắng chữa lành tôi tha thứ cho tên của người đó và tôi cũng tha thứ cho chính mình bây giờ tôi giải phóng tất cả năng lượng nghiệp tiêu cực mà chúng ta đã có cùng nhau trong mọi kiếp sống tôi gửi đến bạn tình yêu và sự tha thứ tôi kêu gọi quyền năng của vũ trụ để cắt đứt bất kỳ và tất cả các mối quan hệ nghiệp giữa tôi và tên của người đó ngay bây giờ những mối quan hệ nghiệp này giờ đây đã được cắt đứt được dỡ bỏ được yêu thương được chữa lành được giải thoát và được thả ra ánh sáng bây giờ tôi chấp nhận hoàn toàn và hoàn toàn hàn gắn mối quan hệ của tôi với tên của người đó lời khẳng định mạnh mẽ này sẽ giải phóng bạn và cho phép bạn bước tiếp tuy nhiên nếu có ai đó mà bạn vẫn khó tha thứ hãy tiếp tục lặp lại lời khẳng định dành cho họ hàng ngày cho đến khi bạn cảm thấy mình đã hoàn toàn tha thứ cho họ và bản thân bạn một bài tập khác để giúp bạn tha thứ hơn nữa là viết thư cho người đã khiến bạn đau đớn trình bày chi tiết mọi thứ bạn có thể nghĩ về điều đó khiến bạn tổn thương liên quan đến tình huống. Cố gắng càng cụ thể càng tốt. Đừng tìm cách đổ lỗi, chỉ cần đưa ra các sự kiện, những gì đã được nói, những gì đã làm và cảm nhận của bạn trong từng trường hợp. Sau đó, hãy rút bỏ cơn giận, biết rằng cơn giận chỉ đơn giản là phản ứng với nỗi đau của bạn thừa nhận trong vai trò của bạn trong tình huống hiếm khi xảy ra tranh chấp một chiều vì vậy hãy trung thực và thừa nhận phần của bạn trong sự việc này hãy nhớ điều này không phải là về đổ lỗi đó là hiểu những gì đã xảy ra và nó khiến bạn cảm thấy như thế nào bạn đã hoàn thành bức thư bạn có thể hủy nó hoặc gửi nó cho bên kia nếu bạn cảm thấy cả hai đã sẵn sàng và dễ dàng nhận được sự tha thứ nếu bạn cảm thấy họ chưa sẵn sàng hoặc chưa tiếp thu thì hãy đốt nó, xé nó, cắt nhỏ nó hoặc xả nó đi. Đó là lựa chọn của bạn. Khi bạn phá hủy nó, hãy để những cảm xúc tiêu cực mà bạn gắn bó với những món đồ được liệt kê cũng bị phá hủy. Bạn đã tha thứ cho ai đó về phần họ trong kinh nghiệm học tập của bạn. Không có nghĩa là bạn phải nối lại mối quan hệ với người này. Nếu họ là một người có ảnh hưởng độc hại và vẫn còn giữ sự tức giận thì có thể để họ đi. Bạn tha thứ và tiếp tục với tình yêu. Một số phương pháp mạnh mẽ khác để giải phóng bản thân bằng sự tha thứ có thể được tìm thấy thông qua hoạt động năng lượng, thiền định, hình dung, thậm chí là thôi miên để lập trình lại tiềm thức của bạn. Bỏ đi cơn giận và tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó đáng giá từng chút một. Hãy nhớ rằng, không ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những linh hồn thiếu sót trên hành trình hoàn thiện. Những người làm tổn thương chúng ta trên đường đi thực sự đang làm cho chúng ta một lợi ích. Họ mang đến cho chúng ta những bài học về tâm hồn. Một mình bạn nắm giữ chìa khóa để mở khóa nghiệp của bạn. Một mình bạn là tác giả của cuộc đời bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại